ngoài đó. Hồi nãy có cái tiếng kìa. Ừ. Bữa nay con mừng dữ lắm đó à. Ai thay cục tả là con mừng dữ lắm luôn đó à. Nãy giờ nắng ị đó à. Không, không ai biết hết trơn á. Người nói em gì hết trơn á. Một cục ở dưới đó mà. Sao ở đâu chứ con. Ôi, con khó chịu hả con. Ủa, biết thử thêm nữa rồi. Con khó chịu đó mà. Đâu có ai mà thèm mà đếm xỉa gì tới con. Chà kiếm đồ mới không nè. Thấy không? Con một cục nặng ị hết chưa.